quý vị ngủ sâu hơn một chút ha. Thưa quý vị, khi chúng ta tới cái vùng Kyoto và tối nay chúng ta sẽ ngủ ở cái vùng Osaka, thì ở Osaka thưa quý vị, vào những năm 1970, cách đây vậy là có thể nói là gần 50 năm rồi quý vị, thì nước Nhật sau khi mà thoát khỏi cái chiến tranh rồi thì họ phát triển kinh tế và họ đã tổ chức một cái đại hội Expo rất lớn ở Osaka. Khi họ tổ chức cái đại hội này thì lập tức họ mời những cái ca sĩ nổi tiếng trên thế giới quy tụ lại Osaka để mà trình diễn trong cái đại hội đó. Và Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là vào những năm 1970 thì quý vị biết chiến tranh rất là khốc liệt, tuy nhiên vẫn được mời những nghệ sĩ nổi tiếng để qua đây tham dự. Và Việt Nam thì họ mời những cái nghệ sĩ nổi tiếng giống như ông Nguyễn Hữu Ba, là một cái người mà đứng đầu trong cái làng nhạc nhã nhạc Công Đình Huế. Ông đem nguyên một cái đội nhã nhạc như vậy qua Osaka biểu diễn, và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly cũng được mời. Tuy nhiên lúc bây giờ ca sĩ Khánh Ly thì đi được, nhưng mà ông Trịnh Công Sơn thì vì một số lý do ông không sang được quý vị. Vậy là cuối cùng cái người thay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín cùng ca sĩ Khánh Ly sang Nhật Bản, và cô Khánh Ly đã mang cái dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình diễn trước cho người Nhật nghe quý vị, trước hàng ngàn người ở một cái sân vận động cho người ta nghe. Và lúc bây giờ quý vị, những cái dòng nhạc về tình yêu, về thân phận như vậy đã gây cái sự chú ý, và lập tức cái đĩa nhạc Diễm Xưa do cô Khánh Ly hát bằng tiếng Nhật lúc bây giờ quý vị leo lên hàng top hit, tức là một trong 10 cái đĩa nhạc bán chạy nhất Nhật Bản lúc bây giờ chỉ trong vòng 1 năm thôi. Nhưng con số bán lên tới là 1 triệu đĩa nhạc, đó là một con số mơ ước kể cả cái thời điểm lúc bây giờ. Vậy là cô Khánh Ly được nhiều người Nhật biết tới, và sau đó thì cô qua Nhật vài lần quý vị, thì cứ mỗi lần qua như vậy thì cô lại trung thành với cách ăn mặc của mình, tức là một cái áo dài màu trắng, xõa tóc dài như vậy, một cái quần màu đen, cái áo dài màu trắng, đơn giản như vậy thôi quý vị. Và người ta gọi cô là công chúa áo dài. Từ đó họ yêu thích cô Khánh Ly tới cái mức mà đã có một nhà văn, ông tên là Kato, ông ta viết một cuốn sách với tựa đề là Khánh Ly, cô ca sĩ hát vì hòa bình. Vậy là cuốn sách này được xuất bản ra tiếng Nhật, và cũng chính tác giả là cái người trao tận tay cho cô ca sĩ Khánh Ly. Hay có một cái cô ca sĩ kỳ cựu của Nhật Bản, bây giờ cô ta cũng lớn tuổi, 70 mấy tuổi rồi quý vị. Trong một đêm nhạc chia tay với khán giả của mình thì cô ta cũng mời cho được ca sĩ Khánh Ly hát chung trong cái đêm đó. Khánh Ly cũng hát lên cái bài hát Diễm Xưa bằng tiếng Nhật. Và sau này thì cô ca sĩ này, cô ta tên là Kikato Kikako. Cô Kato Kikako đã đến Việt Nam nhiều lần vào năm 1997, và cái năm mới đấy nhất quý vị, vào cái sự kiện mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, nhưng kỷ niệm ông mấy mươi năm ông mất lắm, thì cô ta cũng quay lại vào cái thời điểm này, cái năm 2019 này, thì cô cũng có một cái đêm nhạc nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm đó cô hát cái bài Diễm Xưa và bài Ngủ Đi Con bằng tiếng Nhật, và thêm một bài hát nữa do cô sáng tác để tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất vào năm 2001 quý vị, thì cô là một trong những người biết tin đầu tiên. Lý do nó tự nhiên lắm quý vị, là vì trong cái phòng khách của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có treo một bức chân dung của cô ca sĩ này. Khi trước kia ông còn sống, ông đã vẽ tặng cho cô Kato này một bức tranh, tuy nhiên bức tranh đó chưa có hoàn thành thì không có tới tay cô được. Vậy là bức tranh đó treo trong nhà của ông, thì khi mà ông mất đó, thì những cái tờ báo chụp ngôi nhà của ông trong đó có bức tranh đó, và lập tức các phóng viên ở Nhật thấy vậy liên lạc với cô và thông báo cho cô biết cái sự kiện là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mất. Như vậy thì quan chia sẻ một vài điều mà quý vị có thể có thêm những cái thông tin về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Nhật Bản như thế nào. Và bây giờ mời quý vị mình lắng nghe cái ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật Bản và một vài lời tâm sự của cô ca sĩ Khánh Ly.